Thưa quý vị, quan chức ngã ngựa và những lời sau cùng dây dứt trước tòa, bản tin của tờ Việt Nam Net. Mỗi lần nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, hầu hết đều trải lòng bằng những lời gan ruột. Dư luận thấy trong đó sự cay đắng, nỗi ân hận và cả những tiếc nuối. Thời gian gần đây, những phiên tòa xử cựu cán bộ nhúng chàm đã không còn là chuyện lạ. Đó cũng là công đoạn cuối cùng trong cuộc chiến làm trong sạch đảng, trong sạch đội ngũ, từ kỷ luật đảng đến truy tố xét xử có người bị áp dụng hình thức tạm giam có người được tại ngoại trước khi đến tòa nhưng tất cả trong số họ đều có khoảng thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ để chiêm nghiệm mà khi ở đỉnh cao quyền lực nhiều khi họ không có thời gian để làm việc đó có người lần đầu ra tòa có người lần thứ hai thứ ba mỗi lần nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án hầu hết đều trải lòng bằng những lời gan ruột dư luận thấy trong đó sự cay đắng nỗi ân hận và cả những lời tiếc nuối xin được ăn cái tết cuối cùng với gia đình. Ngày 17 tháng Giêng năm 2018, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã gây chấn động dư luận bởi đây là phiên tòa lịch sử. Lần đầu tiên một cựu ủy viên Bộ Chính trị bị đưa ra xét xử. Ông Thăng cùng với 21 đồng phạm hầu tòa vì những sai phạm xảy ra khi làm chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí Việt Nam. Nói lời sau cùng trước tòa, Ông Thăng kể lại những năm tháng cơ cực cùng vợ lên nhận công tác tại công trường xây dựng sông Đà với khát vọng của tuổi trẻ, tất cả vì mục tiêu dòng điện ngày mai của Tổ quốc. Sau 33 năm đứng trong hàng ngũ của đảng trải qua nhiều cương vị công tác, ông luôn nỗ lực cùng với tập thể phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bị cáo không bao giờ nghĩ mình đứng trước phiên tòa để nói lời cuối cùng hôm nay. Đây thực sự là điều đau xót và bất hạnh đối với bị cáo và gia đình, ông Thăng nói xin lỗi đảng, xin lỗi nhân dân, bày tỏ ân hận vì còn nợ nhân dân quá nhiều với những ước mơ và khát vọng chưa thực hiện kịp. Ông Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn sau cùng là thay đổi hình thức ngăn chặn để được ăn cái Tết cuối cùng bên gia đình và người thân trước khi chấp hành hình phạt. Tất nhiên, mong ước tưởng như bình dị nhất của ông Thăng sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi không có ngoại lệ nào cho bị cáo dù có ở đỉnh cao quyền lực đến đâu. Tháng 3 năm 2021, ông Đinh La Thăng hầu tòa lần thứ ba trong vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Ethanol Phú Thọ, gây thất thoát hơn 543 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên ông Đinh La Thăng mức án 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt với các vụ án trước là 30 năm tù. Một lần nữa nói lời sau cùng trước tòa, ông Thăng xin nhận thay cả phần hình sự lẫn dân sự cho cấp dưới. Tuy nhiên, bị cáo này cho rằng trong vụ án trên, các bị cáo không có sự bàn bạc đồng phạm. Tôi làm thì tôi chịu trách nhiệm nhưng khẳng định trong dự án này tôi không có sai sót, tôi vô tội. Cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN bày tỏ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 10 ngày xét xử chiều ngày 6 tháng Giêng năm 2022, phiên xét xử cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang cùng 19 đồng phạm bước vào phần nghị án. Nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo Tất Thành Cang đã cảm ơn các luật sư giúp mình nhận ra được bản chất của vụ án. Ông Cang cho biết khi đọc kết luận điều tra, cáo trạng chưa hiểu nhưng quá trình xét hỏi tranh luận, bị cáo đã nghe và hiểu ra được nhiều vấn đề. Bị cáo Cang cũng xin tòa viện xem xét hành vi của bị cáo và chấp hành phán quyết của tòa án. Khẳng định bản thân không cố ý gây sai phạm, ông Tất Thành Cang nghẹn giọng nói, hơn 30 năm công tác, bị cáo chưa bao giờ sợ khó sợ khổ. Điều đau xót nhất cuộc đời bị cáo đó là phải đứng trước tòa. Theo truy tố, ông Tất Thành Cang đã có bút phê đồng ý phát hành 9 triệu cổ phiếu của Sadiku cho công ty Nguyễn Kim bỏ qua đấu giá giá trị cổ phần. Bút phê này của ông Cang đã khiến Sadiku thất thoát 1.103 tỷ đồng. Những ăn năn hối lỗi muộn màng Khi đứng trước tòa, tiền bạc chức tước bỏ lại phía sau. Vướng vòng lao lý không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà gia đình người thân cũng chịu nhiều áp lực. Không ít người bày tỏ nỗi ấn hận khi nói lời sau cùng. Từ quá trình điều tra, tôi chưa bao giờ từ bỏ trách nhiệm cá nhân. Thiệt hại trong vụ việc này ảnh hưởng trực tiếp lên cá nhân gia đình tôi khi bố đã già 85 tuổi, còn bản thân tôi mắc bệnh ung thư. Hay như ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty cổ phần xe lắp dầu khí Việt Nam, PVC, khi được nói lời sau cùng, ông Thanh nhấn mạnh bản thân đã nghĩ rất nhiều về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Ông Thanh cho rằng cuộc đời mình không phải toàn diện, bản thân cũng có rất nhiều lỗi lầm. Một điểm tích cực là hầu hết các bị cáo đều nhận ra phần lỗi lầm thuộc về mình, bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Khi bị đưa ra xét xử trong vụ án xảy ra tại liên danh Nhật Cường Đông Kinh tháng 12 năm 2021, ông Nguyễn Đức Trung bày tỏ lời cảm ơn đến hội đồng xét xử và thừa nhận có trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Trung mong muốn nhận một bản án nhẹ nhất để sớm được đoàn tụ với bố mẹ già và điều trị căn bệnh ung thư sau khi đã trải qua hai lần phẫu thuật. Trường hợp của ông Nguyễn Duy Linh, cựu phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an cũng tương tự. Hiện giờ sức khỏe của tôi rất yếu, cũng không mong muốn gì cả, chỉ mong hội đồng xét xử xem xét sức khỏe, cống hiến, thân nhân để tôi nhận khoan hồng, ông Linh nói trước tòa. Từng là anh hùng lao động, từng là lãnh đạo bệnh viện tuyến cuối lớn nhất miền Bắc, Ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, bị đưa ra xét xử trong vụ án nâng khống giá robot điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ông Nguyễn Quốc Anh cho biết bản thân cảm thấy đau xót khi phải đứng trước tòa chịu sự phán xét của pháp luật. Chúng tôi đã hết lòng vì người dân, rất mong muốn có các thiết bị này để điều trị cho người dân trong nước. Trong quá trình triển khai gây ra sự nóng vội dẫn đến thiếu sót một số thủ tục hành chính, bên cạnh đó thông tư 15 quy định không rõ ràng hôm nay đứng tại đây chịu phán xét của pháp luật khiến bị cáo vô cùng đau xót cựu giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh nói với hội đồng xét xử trong vụ án xảy ra tại sapeco cựu bộ trưởng công thương vũ huy hoàng cũng khẳng định đã phải nhận những bài học đắt giá 40 năm công tác trải qua nhiều cương vị, tôi đã cố gắng hết sức hoàn thành công việc được giao nhưng cũng không tránh khỏi những sai sót sai phạm. Vụ án xảy ra là bài học đắt giá tôi đã nhận trách nhiệm với những việc tôi làm. Tôi mong được xem xét khách quan toàn diện để hội đồng xét xử có những phán quyết giúp tôi. Vừa nhận ra sai phạm, lỗi lầm của mình, vừa tạo điều kiện để quãng thời gian còn lại tôi có thể cố gắng sống tốt hơn.